ok à cô bạn vừa mới sen tới một bài thơ tặng julie và cùng nói về julie quý vị ừ. cô ta viết một bài thơ tặng julie nói về julie ừ. nói về cái vẻ đẹp của julie và cái giọng hát của julie ừ. vừa mới sen tới vừa mới sen qua à, mấy phút và bây giờ julie xin ngâm tặng quý vị liền quý vị ừ ok ừ. xin mời quý vị thưởng thức nhé ok à bây giờ julie julie ngâm thơ cô ta rất là mê mê mẩn hồn người julie ngâm thơ và cô này đã 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 viết một bài thơ và vừa vừa mới gửi tới thì julie nhận thì julie ngâm ngay ok thì julie cũng xin mượn nơi đây để cảm ơn chị à có một cái lòng à, quý mến à, và yêu thương julie À, và ngừng mùa Julie cái cái giọng hát rồi cái vẻ đẹp rồi cái, những cái gì cô động chị đã dành trong bài thơ cho em thì chi Julie xin ngâm ngay và gửi tặng chị và tặng toàn thể quý vị OK Julie ngâm liền quý vị và mong dòng quý vị thưởng thức OK à, bây giờ chúng ta làm ngay ngay nha quý vị OK Cất cao tiếng hát, cho đời thêm vui. Cảm ơn tiếng hát ngọt ngào, du dương thanh thoát làm mê. liễu trai tên gửi tặng em giọng ca tiếng hát vút cao tận trời ok bài thơ này thì thì, thì gồm có à, à, hình như tám câu quý vị như vậy à, thì julie đã, 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 đã ngâm ngay à, trong vòng mấy phút cô xem qua thì julie ngâm ngay và, và tặng à, tặng chị và tặng quý vị và Julie cùng uh, xin uh, cảm ơn quý vị đã dành thời gian coi những cái kênh của Julie uh, và mong rằng uh, quý vị uh, đón xem những kênh tiếp uh, của Julie và uh, xin mến chúc quý vị có một uh, đêm tràn đầy hạnh phúc cảm ơn quý vị